Hôm nay mình làm món thịt ba rọi, muối xả chiên. Thịt ba rọi mình mua về rửa sạch xong mình trụng nước sôi lại. Trụng nước sôi lại và đem đi rửa sạch. Thịt mình đã trụng sơ qua rồi. Sôi rửa sạch. Rửa sạch xong. Thịt ba rọi mình đã trụng sơ xong mình rửa sạch lại để cho ráo. Rồi mình trộn với lại nè. Xả vào tỏi, hành, ớt khô, bột nêm với lại tí muối. Mình bỏ đây mình trộn. Mình trộn đều cho thấm gia vị để qua đêm thì càng tốt, mà để vài tiếng mình chiên với lửa nhỏ. Khi chiên mình lấy cái xả ra bớt đi rồi mình chiên cho nó vàng vàng, xong mình lấy thịt ra, mình lấy chả mình sàn rang lại một lần nữa để lên mặt rất ngon. Khi mình chiên mình lấy hết cái xả này ra nè, lấy hết cái xả này ra, bắt đầu mình chiên thịt xong rồi mình mới chiên xả sao cho nó vàng để lên mặt cho nó đẹp. Nếu mình chiên chung một cái thì nó bị xẹp, bị khét xả mà thịt nó không có ngon, nên mình chiên trước thịt đi rồi mình chiên xả sau. Bây giờ mình làm cứ ướp vậy đi, lúc mình chiên á thì mình lấy xả bớt ra, mình chiên cho vàng thịt xong, kín thịt xong mình lấy thịt ra. Rồi mình xào xả lại, xả vàng thơm để lên mặt nó đẹp. Mình ướp hơn 3 tiếng. Bắt đầu mình vớt lấy xả đó, lấy xả đó. Rồi mình chiên. Chiên với lửa nhỏ nhé. Chiên lửa nhỏ. Thịt mình chiên để nắp nha bạn. Mình chiên thịt để nắp để cho thịt chín. Mình đặt lửa nhỏ, bắt đầu mình mở ra. Thịt nó vừa vàng tới nha các bạn. Mình thêm canh lửa khoảng chừng thì theo mình chiên thì khoảng 5 phút là mình tỏi chiên nó nhỏ như vậy. Bây giờ mình vớt thịt ra, vớt thịt ra. Từ ra mình cắt bớt cái dầu đi, mình bỏ xả vô. Vớt thịt ra hết ha, rồi cái mình chiết dầu ra bớt nha bạn. Rồi lấy cái khét ra nè, lấy bớt cái khét ra, bỏ mấy cái khét này, vàng xả vàng bỏ ra. Rồi bắt đầu mình cho xả vô, xả nãy mình ướp thịt đó bạn, rồi mình cho xả vô mình xào. Xả vô nè, rồi mình xào, xả cho nó vàng lên. Thịt cho mình vớt hết, bớt nước dầu ra bớt nè. Giờ mình xào xả nè, xả nó vàng, xả vàng để lên mặt cái nó đẹp. Xả mình xào vàng này các bạn, vừa vàng thôi, đừng vàng nó bị đắng. Vừa vàng đấy, xào vừa vàng thôi vậy đó. Xong mình để qua cây, qua cây thịt. Khi ăn đó mình có thể lấy dao mình sắc ra thành mỏng mỏng. Cái dao quá mình sắc mỏng mỏng là mình ăn nó ngon hơn. Đó, xả mình vừa vàng đó.
đây nha. Món này ăn ngon như cơm trắng ngon các bạn ơi. Đôi khi mình ăn á, mình cắt từng miếng mỏng 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 ra, rồi mình rắc cái xả lên mình ăn với cơm. Rồi hôm nay mình góp thêm món thịt muối xài chiên, thịt ba rọi muối xài chiên nhé các bạn. Mình chúc các bạn vui khỏe.